trợ lực cho tô lâm thời cơ hay canh bạc mạo hiểm của ông ba dũng việc ông đinh thế huynh đồ đệ một thời của nguyễn phú trọng người có tin đồn bị ông trọng giam lỏng xuất hiện trở lại bất ngờ trước công chúng khiến cho nhiều người bàn tán sôi nổi dưới thời ông tô lâm có lẽ những người từng bị ông trọng giam cầm sẽ lần lượt được trả lại tự do có người đoán rằng sắp tới tô lâm sẽ nới án trong đinh la thăng một đệ tử thân cận của nguyễn tấn dũng thời ông dũng còn làm thủ tướng sự xuất hiện của ông linh thế huynh và ông nguyễn tấn dũng là chỉ dấu cho thấy thời đại nguyễn phú trọng đã kết thúc nay là thời đại của tô lâm việc ông tô lâm công khai mối quan hệ với ông cựu thủ tướng nguyễn tấn dũng cho thấy ông bà dũng đang thuận lợi trên rất nhiều phương diện đặc biệt là việc cơ cấu cho nguyễn thành nghị ông bà dũng được xếp là người vận động hậu trường để kéo đàn em phe miền nam dưới trướng của tô lâm còn ở miền Bắc rất có thể công việc này được giao cho ông Đinh Thế Huỳnh. Như vậy, ông Huynh và ông Dũng, kẻ Bắc người Nam cùng tìm kiếm thêm nhiều đồng minh nữa trong Tô Lâm bởi hiện nay nhóm Hưng Yên vẫn còn rất mỏng, khó có thể cân bằng với nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ riêng với số lượng. Việc ông Đinh Thế Huỳnh hỗ trợ Tô Lâm nếu có thì có lẽ chỉ là mối quan hệ một chiều bởi chỉ có ông Huynh giúp đỡ ông Tô Lâm chứ không rõ ông tô lâm có thể giúp gì được ông đinh thế huỳnh còn đối với ông dũng thì lại khác ông bà dũng giúp đỡ tô lâm là trao đổi hai chiều ông bà dũng muốn được tô lâm thế lực mạnh nhất hiện nay nâng đỡ cho con trai nguyễn thành nghị giúp ông nghị nhanh chóng vào bộ chính trị việc ông bà dũng chọn giúp đỡ ông tô lâm vào lúc này cho thấy điều này mang lại nhiều lợi thế lớn trước mắt cho nguyễn thành nghị còn về lâu dài vẫn chưa thể khẳng định được điều gì. Ông Tô Lâm thì đang vấp phải sự chống đối không nhỏ trong trung đảng, đặc biệt là phần không thuộc phe Hưng Yên trong bộ chính trị. Kỳ họp bới thường bất thường mới nhất đã khiến ông Tô Lâm bị chậm kế hoạch đưa đàn em vào bộ chính trị, đủ thấy rằng phần còn lại trong bộ chính trị có sức mạnh đáng kể đang chống lại ông. Ông Tô Lâm sẽ phải rất vất vả để mà đối phó với trăm phương ngàn kế của họ. Trước hội nghị trung ương bất thường lần thứ 8 diễn ra, đã có thông tin do gì cho biết Nguyễn Thanh Nghị là nhân vật được đề cử vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, kỳ họp trên không diễn ra như ý muốn của Tô Lâm, nên ông Nghị đành phải chờ dịp khác. Ông Nguyễn Dũng được nhiều người đánh giá là có tài ngoại giao trong việc kéo bè kết cánh các phe phái chính trị. Ông Dũng cũng được xem là người có nhãn quan chính trị khá tốt. Với những mối quan hệ mà ông đã gây dựng từ khi còn trên đỉnh cao quyền lực. Cộng với kinh nghiệm hơn người, ông Dũng đã dìu dắt cậu con trai vượt qua rất nhiều rồng bão. Giờ đây dường như ông đã đưa Ngụy ra khỏi vùng tầm bão sau khi ông Trọng nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, ông Dũng vẫn cần rất cẩn thận bởi Tô Lâm là người gây thủ trụ án với rất nhiều đồng chí trong đảng, đặc biệt là các cán bộ cấp cao. Ông Tô Lâm mạnh lên bao nhiêu thì kẻ thù của ông cũng đồng lên bấy nhiều. Như vậy, việc ông Ba Dũng hỗ trợ trong Tô Lâm để đổi lấy sự bảo trợ về mặt chính trị cho Nguyễn Thành Nghị nhìn bên ngoài là cơ hội lớn nhưng bên trong cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Ông Nghị là một người chưa trưởng thành trên con đường chính trị vẫn phải nhờ bóng Ba Dũng để mà dẫn dắt để xây dựng sức mạnh chính trị cho mình. Với thực trạng kẻ thù ngày một nhiều thì át hẳn Ông Tô Lâm sẽ phải hứng nhiều dung bão chính trường trong thời gian tới. Và liệu ông Nguyễn Thanh Nghị có đủ sức để chịu được những trận bão cùng với Tô Lâm hay không? Bởi đôi khi cơn bão nhắm vào Tô Lâm nhưng lại thổi bay những kẻ xung quanh nó. Quý vị các bạn có thể theo dõi bản tin trợ lực cho Tô Lâm thời cơ hay canh bạc mạo hiểm của ông Ba Dũng? Quý vị các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề trợ lực cho tô lâm thời cơ hay canh bạc mạo hiểm của ông ba dũng việc ông đinh thế huynh đồ đệ một thời của nguyễn phú trọng người có tin đồn bị ông trọng giam lỏng xuất hiện trở lại bất ngờ trước công chúng khiến cho nhiều người bàn tán sôi nổi dưới thời ông tô lâm có lẽ những người từng bị ông trọng giam cầm sẽ lần lượt được trả lại tự do có người đoán rằng sắp tới tô lâm sẽ nới án cho ông đinh la thăng một đệ tử thân cận của nguyễn tấn dũng thời ông dũng còn làm thủ tướng sự xuất hiện của ông đinh thế huynh và nguyễn tấn dũng là chỉ dấu cho thấy thời đại nguyễn phú trọng đã kết thúc nay là thời đại của tô lâm việc ông tô lâm công khai mối quan hệ với ông cựu thủ tướng nguyễn tấn dũng cho thấy ông Bà Dũng đang thuận lợi trên rất nhiều phương diện, đặc biệt là việc cơ cấu cho Nguyễn Thành Nghị. Ông Bà Dũng được xem là người vận động hậu trường để kéo đàn em phe miền Nam dưới trướng của Tô Lâm. Còn ở miền Bắc rất có thể công việc này được giao cho ông Đinh Thế Huỳnh. Như vậy, ông Huynh và ông Dũng, kẻ Bắc người Nam cùng tìm kiếm thêm nhiều đồng minh nữa trong Tô Lâm, bởi hiện nay nhóm Hưng Yên vẫn còn rất mỏng khó có thể cân bằng với nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ riêng với số lượng. Việc ông Đinh Thế Huỳnh hỗ trợ Tô Lâm nếu có thì có lẽ chỉ là mối quan hệ một chiều, bởi chỉ có ông Huynh giúp đỡ ông Tô Lâm chứ không rõ ông Tô Lâm có thể giúp gì được ông Đinh Thế Huỳnh. Còn đối với ông Dũng thì lại khác. Ông bà Dũng giúp đỡ Tô Lâm là trao đổi hai chiều. Ông bà Dũng muốn được Tô Lâm thế lực mạnh nhất hiện nay nâng đỡ cho con trai Nguyễn Thành Nghị, giúp ông Nghị nhanh chóng vào bộ chính trị. Việc ông Ba Dũng chọn giúp đỡ ông Tô Lâm vào lúc này cho thấy điều này mang lại nhiều lợi thế lớn trước mắt cho Nguyễn Thành Nghị, còn về lâu dài vẫn chưa thể khẳng định được điều gì. Ông Tô Lâm thì đang vấp phải sự chống đối không nhỏ trong trung đảng, đặc biệt là phần không thuộc phe Hưng Yên trong bộ chính trị. Kỳ họp bất thường mới nhất đã khiến ông Tô Lâm bị chậm kế hoạch đưa đàn em vào bộ chính trị, đủ thấy rằng phần còn lại trong bộ chính trị có sức mạnh đáng kể đang chống lại ông. Ông Tô Lâm sẽ phải rất vất vả để mà đối phó với trăm phương ngàn kế của họ. Trước hội nghị trung ương bất thường lần thứ 8 diễn ra, đã có thông tin do gì cho biết Nguyễn Thành Nghị là nhân vật được đề cử vào bộ chính trị. Tuy nhiên, kỳ họp trên không diễn ra như ý muốn của Tô Lâm, nên ông Nghị đành phải chờ dịp khác. Ông Nguyễn Thân Dũng được nhiều người đánh giá là có tài ngoại giao trong việc kéo bè kết cánh các phe phái chính trị. Ông Dũng cũng được xem là người có nhãn quan chính trị khá tốt. Với những mối quan hệ mà ông đã gây dựng từ khi còn trên đỉnh cao quyền lực, cộng với kinh nghiệm hơn người, ông Dũng đã dìu dắt cậu con trai vượt qua rất nhiều rồng bão. Giờ đây dường như ông đã đưa Ngụy ra khỏi vùng tầm bão sau khi ông Trọng nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, ông Dũng vẫn cần rất cẩn thận bởi Tô Lâm là người gây thủ trụ án với rất nhiều đồng chí trong đảng, đặc biệt là các cán bộ cấp cao. Ông Tô Lâm mạnh lên bao nhiêu thì kẻ thù của ông cũng đồng lên bấy nhiều. Như vậy, việc ông Ba Dũng hỗ trợ trong Tô Lâm để đổi lấy sự bảo trợ về mặt chính trị cho Nguyễn Thành Nghị, nhìn bên ngoài là cơ hội lớn nhưng bên trong cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Ông Nghị là một người chưa trưởng thành trên con đường chính trị, vẫn phải nhờ bóng ba dũng để mà dẫn dắt, để xây dựng sức mạnh chính trị cho mình. Với thực trạng kẻ thù ngày một nhiều thì át hẳn, ông Tô Lâm sẽ phải hứng nhiều dung bão chính trường trong thời gian tới. Và liệu ông Nguyễn Thanh Nghị có đủ sức để chịu được những trận bão cùng với Tô Lâm hay không? Bởi đôi khi cơn bão nhắm vào Tô Lâm nhưng lại thổi bay những kẻ xung quanh nó. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin trợ lực cho Tô Lâm thời cơ hay canh bạc mạo hiểm của ông Ba Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa, thời báo, chấm đề.